Chào mừng các bạn đã trở lại với chương trình lịch visa tháng 9 năm 2019 của Vị Chú. Chúng tôi xin hân hạnh chào các bạn. Chúng tôi biết là các bạn rất là háo hức để xem cái lịch visa tháng 9 năm 2019 rồi. Bây giờ sau đây là lịch visa tháng 9 năm 2019. Đồng thời cũng là lịch mở hồ sơ tháng 9 năm 2009 nhé các bạn đón xem. Lịch visa tháng 9 năm 2019 F1 ngày 1 tháng 1 năm 2013, F2A tăng đến thời điểm hiện tại, F2B ngày 1 tháng 6 năm 2014, F3 ngày 1 tháng 9 năm 2007 và F4 ngày 1 tháng 11 năm 2006. Đây là cái lịch visa chính thức của trên trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Chúng ta cùng xem lại lịch visa tháng 8 năm 2019 để xem cái sự chênh lệch tăng bao nhiêu của lịch visa tháng 8 và tháng 9 nhé. Chúng ta cùng chuyển qua xem lịch mở hồ sơ của tháng 9 năm 2019. F1 là ngày 1 tháng 5 năm 2013. F2A ngày 1 tháng 7 năm 2019. F2B ngày 15 tháng 10 năm 2014. F3 là ngày 22 tháng 1 năm 2008. F4 ngày 8 tháng 3 năm 2007. Thì nè, lịch mở hồ sơ thì cắt diện đến cái thời điểm, ví dụ mà cái ngày ưu tiên của bạn qua cái ngày cái lịch mà mở hồ sơ chừng 1 đến 2 tháng thì các bạn lên liên hệ với MBC để hỏi nhé. Chú nhắc các bạn. Chào.